Ở đây chúng ta có phép nhân 3 x 32 Có rất nhiều cách để chúng ta làm bài này Cách đầu tiên chúng ta có thể làm là phân tích 3 x 32 ra thành 32 cộng 32 cộng 32 Tức là số 32 này được lặp lại 3 lần Chúng mình sẽ viết lại xuống dưới này nhé Ta có 3 x 32 sẽ bằng 32 cộng 32 cộng 32, cộng 32 mà 32 bằng 30 cộng với 2 nên ta có thể viết ra tiếp là 30 cộng 2 cộng 30 cộng 2 cộng 30 và cộng với 2. Ở đây ta thấy số 30 và số 2 mỗi số được lặp lại đúng 3 lần. Vì vậy, ta có thể viết phép tính này thành 30 x 3 cộng với 2 x 3. Ta có 30 nhân 3 cộng 2 nhân 3. Từ đây chúng mình sẽ được 30 nhân với 3 chúng mình sẽ được 90. Và 2 nhân với 3 chúng mình sẽ được 6. Vậy đáp án của chúng mình ở đây sẽ là 90 cộng 6 bằng 96. Đây là một cách chúng mình có thể làm. Nhưng mà cách này có vẻ hơi dài nhỉ Bây giờ chúng mình sẽ thử một phương pháp làm nhanh hơn nhé Chúng mình sẽ viết lại phép tính này nào Khi đặt phép tính để thuận tiện hơn Chúng mình sẽ viết số lớn hơn Trong trường hợp này là số 32 lên đầu nhé Sau đó chúng mình sẽ đặt số 3 thẳng với số 2 ở hàng đơn vị Rồi thêm dấu nhân vào nhé Ta sẽ có phép tính 32 x 3 các viết như thế này sẽ không làm thay đổi giá trị của phép nhân 32 x 3 hay 3 x 32 đều như nhau thôi Thứ tự nhân thế nào không quan trọng Bây giờ chúng mình cùng tính nhé Chúng ta sẽ bắt đầu với số 3 ở đây Và lần lượt nhân nó với từng chữ số của số 32 nhé Và vì chúng ta bắt đầu nhân từ hàng đơn vị Nên ở đây ta sẽ có 3 x 2 bằng 6 Chúng mình sẽ viết số 6 thẳng ở hàng đơn vị nhé. Tiếp đến chúng ta có 3 x 3 bằng 9. Chúng mình sẽ viết số 9 ở đây nhé, ở hàng chục. Như vậy, phép tính 32 x 3 có kết quả là 96, tương tự như bên đây. Chốt lại, để thực hiện phép nhân, chúng mình sẽ nhân lần lượt từ hàng đơn vị rồi tới các hàng lớn hơn nhé.